Hello, chào cả nhà nha. Chào mừng cả nhà đã trở lại kênh Việt Vlog nha. Chiều nay nhà cũng có làm phá lấu để ăn chiều nha cả nhà. Cả nhà xem clip mà thấy hay nhé, ủng hộ gia đình mình nhé. Nhớ cho gia đình mình một like và một đăng ký kênh nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Thì ở đây thì mình cũng có sửa soạn sẵn mớ lòng rồi nha cả nhà. Mình cũng có làm sạch rồi nha. Với lại ở đây thì mình thì nước dừa nha. Ở đây thì nước dừa, tỏi, hành tím mình cũng đã băm nhuyễn rồi nha. Ở đây ăn kèm món khóa lấu thì mình ăn với bánh mì nha cả nhà. Bây giờ bắt đầu mình ướp nha. Giờ mình cũng ướp mới gia vị vô trong lòng nha. Thường lệ thì bột ngọt, nêm với lại đường. Ở đây thì mình cũng cho thêm một ít nước tương nữa nha. Mình cũng cho thêm tỏi băm với lại hành tím băm vô luôn nha. Đảo đều cho cái gia vị nó thấm vô cái lòng nha cả nhà. Thì bây giờ bắt đầu mình bắt chảo lên để mình làm phá lấu nha cả nhà. Giờ chảo mình cũng đã nóng rồi nha, mình cho một ít dầu ăn vào nha. Bây giờ dầu cũng đã nóng rồi nha, tiếp tục mình cho hành tím với lại tỏi băm vô luôn nha. Bây giờ tỏi với hành tím cũng đã vàng rồi nha, tiếp tục mình cho lòng vô luôn nha. Bây giờ lòng cũng đã săn rồi nha cả nhà. Bây giờ mình tiếp tục mình cho nước dừa vô luôn nha. Giờ mình đưa vô đó mình nấu gì nào mà nó sắc cạn xuống thật thì là được nha cả nhà. Cái này mình nấu mình cho nó sắc xuống nữa như thế nè. Bây giờ cái phá lấu mà nó sắc xuống như cả nhà, bắt đầu nó vàng rồi đó nha. Thì ở đây mình cũng có một ít cải xà lách nha, với rau húng lủi, với dưa leo, cà chua để mình ăn kèm với phá lấu nha cả nhà. Rồi, vậy thì cái chảo phá lấu của mình cũng đã xong rồi nha cả nhà. Ôi, cô chú ăn phá lấu của mình còn nha. Mà bà cứ ăn cơm. Ăn còn phá lấu. Phá lấu là con nha. Dạ. Ăn phá lấu của mình con nha. Bà cả nhà ăn phá lấu của mình luôn nha. Bà cả nhà ăn phá lấu của mình luôn nha. Chấm đi, chấm đi. 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 Chấm đi.
Cái gì? Ừ. Cái gì? Yeah.
Rồi, video mình cũng đã dài nha cả nhà, mình tạm thời kết thúc nha. Hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo nha. Cả nhà xem clip mà thấy hay nhớ là điểm hộ gia đình mình nha. Nhớ cho gia đình một like, một ký kênh nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bye bye cả nhà nha.